Hello, xin chào tất cả các anh em. Quay lại kênh bán hàng bảy nhật em hôm nay ha. Hôm nay thì mình có một số món mình bán cho mấy anh em. Thì có hai cái kéo em chưa có vệ sinh nè. Đó, đây móc bữa anh em nè nói để nguyên không vệ sinh thì bán cho mấy anh em. Thì hôm nay em bán thử ha. Hai cây không có vệ sinh. Đầu tiên thì mình sẽ khui lại cái món hàng. Nói chung em gói rất là kỹ nè anh em ơi, hàng đi tới nhà anh em gói rất là kỹ, em khui cho mấy anh em xem luôn nè. Cái này thì nó bị phong tỏa. Thì phong tỏa mới được. Thì em có điện thoại với người mua rồi. Không gửi được và không biết chừng nào gửi được thì đây này, em có kỹ ha, em siêu lại nè, siêu chống thấm đàng hoàng. Thì mình bán thôi, tại hôm kêu muốn giữ hàng một tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó gửi, chứ khi nào mà gửi hàng thì mình sẽ gửi thôi. Nhưng mà với điều kiện phải chuyển khoản giữ hàng thì em sẽ giữ. Còn hàng em mua bán mà để COD rồi mà giữ hàng tới mấy tháng là em không giữ được. Rồi anh em chuyển khoản thì đây em khui cho mấy anh em xem ha. Đó, anh em chuyển khoản thì muốn giữ bao lâu mà cũng được. Đây. Không, mình siêu rất là kỹ ha. Siêu trong mà siêu ngoài. Đó. Thì anh em COD mà không thấy thì bán thôi. Mình không có bán được thì mình liên hệ mình bán thôi ha. Đây. Một cái cây dao đi rừng nè, để từ hôm bữa tới giờ nửa tháng rồi nó bị ố lên thôi ha, ố lên. Cái này trước khi em gửi thì em vệ sinh đàng hoàng. Đây ha, cái bao da nè, đó nó đẹp luôn. Cái này rất là đẹp luôn ha, nó có mọc như nè, nó có mọc chữ ra ngoài đó. Cái này là cái để cái tên gì đó, Tosa hay là gì đó ha, mà rất là đẹp nha. Hai đường thép cây dao này là hầu như ít có sử dụng nè, nó không có bị giặt bị gì hết, nó rất là đẹp. Thì cái thông số của cái cây dao này, của cái cây thước mình để đâu rồi anh em, đợi em xin phép được kiếm cái cây thước. Cây này cho nó rõ. Tổng chiều dài của cái này là 21 cm ha. Cái lưỡi này là lưỡi hơn 10. Bảng 3 thì cái cây này cái dài 5 ly nha. Đây. Cái dài 6 ly. À 6 ly. Rất là đẹp luôn. Rồi. Cái này hôm nay như thông lệ mã số 1 400k cộng ship nha. Chuyển khoản bao ship. Mã số 1 400. Mã số 1 400k cộng ship. Một 400k cộng ship, chuyển khoản bao ship nha. Nó đâu, hàng lớn hàng nhỏ gì cứ chuyển khoản là bao ship thôi. Mã số 2 là một cái cây cưa top man, cây cưa mỏng nguyên bản ha, nguyên thủy. Cây này thì rất là dài, cán nó cũng có số có chữ như đây. Thì một bên nó là cưa mịn nè, một bên nó là cưa thô. Thì anh em muốn cái này nó cưa mỏng thì nó rất là lợi hại. Anh em chơi nên biết đó, mình ráp vô. Cái này nó dơ thôi ha. Dính dơ. Đó. Dở ra tổng chiều dài cây cưa là 57 cm. Cái lưỡi thì
được 23 sen. Bản thì 7 sen. Đó, anh em mở ra rất là đơn giản thôi. Cái này mới chưa xài nha. Đó, mới chưa xài. Bên thô này để cưa gỗ cứng nè. À, bên này cưa gỗ mềm, nói chung rất là ngon, top men. Men mới chưa sử dụng. Rồi. Cái cưa này đây có chữ ký sống rồi gì đây ha. Không biết. Nhưng em chỉ có mua về em sử dụng mà nhiều rồi. Em 4 5 cây, 5 6 cây. Thì anh em sử dụng mấy cái cây cưa này á, mà mấy anh em cưa vô mấy cái chỗ hóc chỗ hiểm á, mà mấy anh em sẽ mỏng á thì mới thấy nó đã. À, rồi. Cây cưa này mã số 2. Mã số 2 rồi, bán 150k cộng ship nha. Rồi, mã số 2 170k. Có ship. Mã số 2 170. À ha, chuyển khoản là bao ship nha. Rồi. Mã số 3. Cặp cả bị trả về, bị cách ly. Cặp cả Messi của Đức đây. Ha. Cặp này là hôm bữa 600.000 cây nè. Thì em bán được 2 cặp. 2 cặp thì bán 3 cặp. Nhưng 2 cặp đi. Còn 1 cặp thì bị trả cách ly. Thì em nói với anh em là cứ chuyển khoản thì muốn giữ sao cũng được hết ha. Messi là của Đức nha. Messi. Messi 300 nè. 300 nhân với 140 nè. Một cây này là nặng 1.7 tới 2 kg, mà hai cây này là 4 kg. 4 kg mà COD cái tiền phí của nó thì cao rồi. À, cái tiền phí của nó là cao rồi mà gửi đi mà vùng dịch không được rồi gửi hàng mấy em không nhận thì chết đi luôn á. Cho nên là cái nào trả về, bữa trước clip trước em nói là cái nào trả về thì em sẽ full để em bán thôi. Rồi, nó là mã số 3. 1.100.000 hai cây. Đó, hôm nay giảm giá 100.000 ha. 1.100.000 cho hai cây này nha, mua cặp đó nha. Còn mua cây thì nó vẫn là 600.000 cây nha. Mấy khách lạ thì chuyển khoản em bấm xe đi. Rồi. Mã số 4. Là cặp thước của Sinwa nè. Này là thước góc bằng nhôm ha. Cái này thì anh em cắt góc 45 độ, chia góc 45 độ thì cực kỳ chuẩn ha. Đi vô cái để là kéo. Rồi bên đây là góc vuông, nó có hai góc. Rồi 3 4 5 6 cái số đo gì đây. Sinwa của Nhật. Cộng với một cái lý thủy. Cái lý thủy. Cái lý thủy này thì nó sử dụng sao thì cái cây này nó hơi dày quá, nó đút không lọt. Anh em đưa vô cái cây thước ke kia, anh em đưa cây thước ke kia vô này là tự động anh em thành cái thước thủy ha. Anh em cặp như thế này đó, anh em để đi. Đây ha, đây cái thứ góc. Anh em đưa cái này vô. Hôm nay nó có bi nó tự nó ăn, anh em đẩy lên để xuống đó. Rồi anh em vừa kê góc, vừa đo góc mà vừa lấy được cái độ cân bằng luôn, thức thủy luôn. Cái này nó cũng là của hãng Sinwa luôn. Đây. Con chim cánh cụt, nước rồi còn nguyên. Về rửa thôi. Rồi hai cái này, hai móng này cho nó vô là mã số 1, 2, 3, mã số 4. Mã số 4 em bán giá 200k hai món này ha. Mã số 4, 200k. Chuyển khoản bao ship ha. Chuyển khoản bao ship. Đây. Một cái thước góc. Vừa góc, vừa đo, vừa kéo, vừa kè, vừa lấy góc 45, vừa lấy góc vuông 90 gì đó ha.
được một cái cân thủy nữa. Cái này anh em cân thủy mini được luôn ha, nó tự đứng được luôn nè, tới cái chân nó tự đứng nó. Một là tự đo, hai là kẹp vô cái thước góc. Rồi hai món này mã số 4 giá 200k, mã số 5 và mã số 6 cũng có hai cây. Hôm nay có hai cây ha, hai cây kẹp mũi, kẹp lưỡi bạc, lại quên lấy cái lưỡi bào qua đây. Thì mấy anh em muốn kẹp cái lưỡi bào thì mấy anh em đưa vô xiết nó lại, đưa vô xiết nó lại rồi nó có cái góc sẵn luôn, như thế mà mài thôi. Thì cái này hình như nó mài nó kẹp được cái lưỡi bào là lưỡi, nó kẹp lưỡi tối đa là như ta, lưỡi tối đa là 65 ha, lưỡi tối đa là được lựa cả lưỡi bào 65 luôn nha. Như là cái bánh xe nó chạy nè. Đó. Anh em kẹp cái lưỡi bào thì đưa xuống là tự chạy, nó có tự nó chia góc sẵn luôn. Ha, cái này cũng nhật. Có hai cây như nhau. Thì cái này chưa vệ sinh thôi, như nhau ha. Rồi hai cây. Mã số 5 và mã số 6 giá 250 một cây. Chuyển khoản bao ship. Cái cây này được trước nó em hỏi như nhiều. Lâu mới có, cũng phải lúc nào cũng có nha. Mã số 5. Số 5 2510. Số 6 2510. Nên chú ý nha. Cái này nó ít có lắm nha. Cái này nó mài được lưỡi bào với lưỡi đục ha. Lưỡi bào, lưỡi đục. Rồi. Mã số 5 250, mã số 6 250. Đó. Mã số 7 nhưng bộ đục 246 cây. Bộ đục của Nhật. Bộ đục của Nhật. Bộ đục của Nhật 246 cây. Của Nhật hết nè, có mọc hết. Cái này như một phân 8 ly. 8 ly một phân rồi. Có mọc hết này nè. Cái này có mọc hết á. Đo luôn. Cây đầu tiên 24 23, 2/3, 2/3 18. Lưỡi đẹp ha. 18. Cái này là 17. 17, cái này là 9. 9. Ngày 95. Ngày 70. Đó. Đây 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 có luôn. À, anh em mài cái bữa đục thì mấy anh em đút vô đây này, đó, anh em cũng kê đút vô. Xong rồi anh em đút như vậy nè. Đó, xong rồi anh em kê với cái mặt đá anh em ủi. Cái này mài được cái lưỡi đục luôn ha. Vừa mài mũi đục mà vừa làm mũi bao. Rồi mã số 7, 2, 4, 5, 6 cây này em bán 400.000. 2, 4, 6 cây 400.000. Đầu đít rồi còn ngon ha. Em nói là bán rẻ hơn bãi đó anh em. Anh em giờ anh em chung anh đi ra bãi đi. Nó bán 100.000 một cây, có chỗ bán 120, 150. Mã số 7 bán 400k. Mã số 7. Mã số 7 6 cái đục 400k nha. Chuyển khoản bao ship nha anh em. Mã số 8 là còn cái dao này. Cái này em vệ sinh rồi nha. Em vệ sinh em mài bén rồi. Cây này rất là cứng nha. Đo lại cho anh em. Cán bằng sừng ha. Bằng sừng ở bên nóc. Thân của nó thì cái thân của cây dao thì nó dày như anh em, ở trên này thì nó mài mỏng nè. Bản chất thân của cây dao của nó là dày tới 4 ly. Cái lưỡi tổng chiều dài của cây dao này là 25 cm, cái lưỡi là 13, bản là 25 24, gần 25 cho là 25 đi, ở đầu đây nó 26 đó.
là một cái cây dao đi rừng sinh tồn rất là cứng cáp ngon lành. Cái thép này em thử rồi, cứng ngon à, cứng và ngon. Chỗ đây nó không có rỗ đâu nha, không rỗ nó ố dơ. Tại bữa để bữa giờ mà mình để dính nước mà mình không vệ sinh á, nó không rỗ đâu. Cái này đẹp luôn á, em cho nó nêm xem lưỡi nè, lưỡi đẹp luôn à, thấy chưa, không rỗ đâu, cắt thì ngon lành. Cái này đi rừng đi câu cá thì hết thuốc rồi. Rồi cái này hôm nay em bán mã số 8 550, 550 mã số 8 550 chuyển khoản bài ship nha. Con này là gọi là con hôn tinh nha, hôn tinh giao đi săn nha anh em, giao đi săn. Con này thì nếu mà đi săn thì một con này thôi, đi rừng một con này có thể đâm thú lọc xương lóc luôn, là một cái này. Mã số 8 550. Mã số 9 một cây rất là đẹp luôn, cây dao cực kỳ đẹp luôn ha. Cây này nó nhiều lớp lắm anh em về ấy thì nó nhiều lớp thép nong nó gặp với nhau, nhưng mà đặc biệt là cái lưỡi nó rất là đẹp, rất là xịn. Thì ở trên cái đầu nó nè, nó có hai ký hiệu của hai bên giống như cái cây hoa anh đào á. Nó ký hiệu này là ký hiệu gì thì em không biết, ở bên Nhật. Cái vỏ nó bằng gỗ, vỏ zin, cán cũng cán gỗ, khâu thì khâu sừng cán gỗ. Cái này dày 6.5 ly đó. Cái này mài hai mặt nha, mài hai bên này tổng chiều dài cây này là 18 cm, cái lưỡi là 7.5, bản lưỡi là 3 cm. Con này là nó dày tới 7 ly lận anh em nha, nó dày tới đúng là 7 ly. Rồi, con này bán bằng giá với lại con đầu tiên 400.000 chuyển khoản bao ship. Mã số 9 400k. Cây nhỏ này nhiều người hỏi lắm nha. Mã số 9 400k ha. Mã số 10 một cái ống nhòm của Nhật. Ống này thì em có thử dòm rồi ha, được một cây số hơn. Cái con này thì nó sử dụng ở trong nó có khúc xạ nha, nó có cái cục gì á, cục mà tam giác nó khúc xạ chỗ này, nó lấy lên chỗ này nè, ở trong này nè, chứ không phải là như cái đồ chơi của Trung Quốc mà nó dùng mấy cái kính lúp lại đâu ha. Ở trong đây nó có nguyên một cái cục khúc xạ này nè, thì anh em tra cái mã đây nè ha. Obitic này ha, 821 nè nó có nè anh em, nhỏ nhất là 122 m, còn xa nhìn xa là được 1000 m nha. Ống này của Nhật xịn luôn. Bữa nó có đóng chữ gia băng đâu rồi ta, nó đóng chữ gia băng ở đâu chỗ đây nè. Cái ống này em hay lấy em nhìn chơi lắm, nhìn rất là đã luôn, nhìn cực kỳ đã luôn á. Này rồi, nguyên cái ống nhôm này bị bán 400k nha anh em. 21 122 m đến 1000 m ha. 8 x 21 Obit 9 của Nhật nha. Ống này ống Nhật, bữa nó có để cái chữ gia băng ở đâu mà em quên rồi, em tìm không ra. Nói chung nó đóng ở đâu nhỏ xíu rồi, đóng đâu trong mấy góc ấy nè. Đó, con này thì để trên xe hơi rồi đi biển nó nhìn này rất là ok. Mình nhiều rồi, mình 4-5 cái rồi, phải bán bớt con này. Là lúc trước em để cho con bé đi chơi nó 2 giờ mà. Rồi, mã số 10 400.
số 10. Số 10 400k. Thì số 10 400k ha. Cái ống nhôm Trung Quốc nó thì cũng đã mấy trăm k rồi mà nó dòm được có trăm mét ha. Trong khi ống này dòm được ngàn mét nha. Mã số 11 là một cái máy. Cái máy mài Ryobi cực kỳ đẹp mini. Máy chưa sử dụng ha, chưa sử dụng. Một bên đánh bóng bằng nỉ, một bên là đá mài mịn. Con này chạy hầu như không phát ra tiếng động luôn. Ryobi Nhật nha, Ryobi. Điện vào 100V 50Hz 60Hz. Công suất thì 50W đến 60W ha. Con này bán giá 750 nha. Dây zin. Dây zin. Rồi con này nó là mã số 11 750.000. Tối nay em lên một ít mã thôi ha. Để em chưa có dọn đồ kịp đâu. Mã số 11 750. Mỗi thứ nó đều có một cái giá của nó và nó có một cái con này đủ đồ ha. Con này hai cặp te còn nguyên nè. Nói chung là cái này anh em về lấy cái miếng cước rửa chén chà một cái là sạch liền. 750 mã số 11. Rồi. Mã số 12 một cái kéo cắt cành size 20. Cái này đã vệ sinh nha, đã vệ sinh. Cái này là cây trước tồn tại trong cái clip trước á. Clip trước là cái này nó tồn lại. Nói chung mã 23 mà 23 hâm gì đó mà em đánh lộn á. Người ta mua em đánh cái hai số là 21 năm, cái này 20, cái này vẫn là giá 500k nha anh em. Thì hôm nay nó là mã số 12. 12 500k. Nó vẫn là 500k. Nó vẫn là 500k. Số 12 500. Đó, em nói là mà cứ hàng nào mà anh em chuyển khoản thì sẽ giữ được hàng. Còn COD mà cứ vô vùng phong tỏa là em sắp em bán thôi. Số 14 cũng là một cây size 20. Cái này cực đẹp luôn. Cái này cực đẹp luôn nè, lưỡi zin hết nè ha. Chưa có mài, chưa có vũ gì đó. Có móc. Size 20 nha, size 20. Đây cũng là size 20.5 là 21. 500 luôn, mã số 14. Mã số 14. 14 500. Mày móc nha anh em. Đây là khóa móc, còn kia là khóa có đài. Đây, anh em nào nói để nguyên bán cho mấy anh em. Đây nè, em để nguyên bán cho mấy anh em luôn ha. Em bán rẻ luôn. Đấy, cây này nó lửa đây nè anh em. Anh em nhìn nha. Cây nguyên bản em làm nè. Cây nguyên bản đó, cây nguyên bản nó là như thế này. Lửa nó phải còn đầy tràn hết ha. Mở đây nè, đây là đây zin luôn nha. Đây zin của nó. Đó, mở móc ra anh em xem ha, lưỡi lõm nó nè. Thì cây này không mới vệ sinh, đánh rỉ thôi. Nhưng mà cắt khả năng cắt thì còn tốt nha. Khả năng cắt thì còn tốt nha. Đó. Em bán cho anh em biết cái tình trạng như thế này ha. Đó, anh em nhìn nha. Đó. Thì mọc thì nó có mọc đây. Đây em bán cho anh em vệ sinh. Mọc thì mọc đây. Mọc đây hai mọc tán đồng, tán rất đẹp nha, tán chưa có mở nha anh em. Đây này anh em nhìn cái tán nó chưa có mở nha. Đó, cái tán mở là nó dập liền ha. Cái tán này nó còn rất là đẹp luôn, chưa có mở nha. Là so zin, trong này nó có mọc nè. Đó, ở trong cái cán nó có chữ nè, đó một bên, hai bên luôn. Bên này cũng có chữ luôn, mình vô. Đây nha anh em. Đó,
hai cái cán nó có hai cái chữ luôn, hai cái mọc luôn ha. Đó, cây này size 20, không vệ sinh đó, không vệ sinh luôn. Size 20. Đó, size 20.5 nè, size 20 đó. Cái này bán để giá 380.000 nha. 380.000 cho cái mã số 15. Mã số 15 380. Em ưu tiên cho mấy anh em chuyển khoản nha. Mấy anh em chuyển khoản thì tôi luôn giữ được hàng ha. Cho rồi. Trong cái tuần trước á nha, kéo các cành thì nói chung em đang bị trả về 4-5 đơn mà em chưa có đi ra buộc cục em lấy ha. Anh em nào đặt kéo rồi mà nó không tới á, em không biết là cái bưu điện gửi đi, là cái bưu cục gửi đi á, là cái bưu cục ở đây nè, là người ta chấp nhận gửi hàng ha. Còn khi mà lên, nó lên đơn, lên bưu xong, cái bưu cục tới là cái bưu cục ở chỗ mấy anh á, là nó không nhận nha. Gọi là bưu cục đến nó không chấp nhận cái đơn hàng đó nha. Nó kêu là bị phong tỏa, chứ không phải là ở đây không gửi ha. Anh em nào tuần sau em sẽ đọc tên đây ha. Cái này cũng hai mọc cũng chưa vệ sinh luôn, đai của nó này đó. Con này là lò xo xếp đây, lưỡi đây đó, anh em thấy không, những cái con kéo của em á đều nó xấu á, nhưng mà nó cũng phải là full lưỡi nha, nó không mẻ, nó phải phun lưỡi, không gãy mũi, không em về em chỉ có vệ sinh lại thôi ha, em vệ sinh lại thôi chứ em không có mài, không có mẻ, không có kéo, không có bùa phép gì đây đó. Anh em cũng từng thấy em sửa kéo rồi ha. Ở con này cũng size 20 luôn, size 20 rồi, con này bán 350. Mã số 16 350.000. 16 350. Em ưu tiên cho mấy anh em chuyển khoản ha. Anh em là chốt sau cũng được, mà cái chuyển khoản là ok thôi. Mã số 16. Mã số 17 là một cái cây cặp xéo nè. Cây này có chữ nha. Hôm bữa anh tưởng không có chữ, nhưng mà cuối cùng nó có chữ nha, nó có chữ đây nè. Nó có chữ ha, chữ Nhật đây. Cái chốt tán của nó còn dinh nè, còn hở này ha. Cái miệng của nó thì cũng ok nè ha. Miệng ok, nhưng mà có điều cái năm hơi nó mẻ cho cái tí xíu thôi anh em. Nó mẻ còn nhỏ hơn cái đầu cái chân nhang á, mà tại em zoom nó lớn á, anh em thấy nè, còn để bình thường nè. Đó, cái chữ ở đàng hoàng ha. Cán đây, chữ đây. Đó, chữ đây. Dài 20.5 luôn. Dài 20.5. Có chữ ở cán, ngon lành. Cái chữ miệng thì ngon. Cái này á hả? Đây nè, anh em xem miệng của nó này nha. Miệng của nó nè, miệng đẹp luôn á, miệng đẹp luôn á. Nhưng mà có cái là nó bị rớt tí xíu, nó mẻ chỗ đây, nó chưa được nửa ly nữa nè, chưa được nửa ly luôn á ha. Tí xíu đành phải bán rẫy. Rồi cái này bán giá 500k cho mã số 17. Số 17 500. Đẹp nha anh em, cái cạp này em nói thiệt luôn á, 500k nè. 500 ở cái chỗ đây là nó còn luôn, cả bữa nó đem về nó còn cái nhựa, cái keo mà nó phun lên, nó chống rỉ á, nó còn luôn trong cán nè, nó còn nè. Nó còn rất là đẹp luôn, mà điều nó xương cái nó rớt, nó mẻ tí xíu ở trên đầu này, nó mẻ cực nhỏ luôn đó, anh em xem thực tế đó. Rồi 500k. Để số 17. Để số 18, cây này cũng chưa sử dụng nè.
cái này đẹp, cái này cao cấp hơn cái kia. Cái này là cây tán kim, cái chốt tán chìm á, vẫn hở ra ha, nó chưa sửa chữa, nó hở này, mọc đây nổi rất là đẹp luôn, cái này rất là đẹp luôn đó. À, rất là đẹp luôn. Rồi cây này cao cấp hơn cây kia ha, cây này cũng 20.5 đồ nhật đó anh em. Đây ha, cái tán này, chốt này là chốt tán, chốt này chốt kim và chốt chim. Cây này thực tế nó rất là mắc luôn đó, hàng chưa sử dụng. Có một số anh em nói chung mình cũng không chắc, số anh em đó mới vô coi cái kênh mình, nói chung không có biết giá trị 18, không biết giá trị của hàng bãi, mà cũng không biết giá trị mới của hàng Nhật. Mà số 18 cái này bán 750 nha, giá trị quá trời luôn. Nhưng mà sao mình cứ chuyện bình thường thôi, người ta không biết mà, còn người biết thì người ta chơi. Anh em thấy mình bán cái món hàng của mình nó đâu có tồn món nào đâu. Đây, đây ha. Rồi hôm nay đầu tuần mình chỉ vệ sinh được có bao nhiêu đồ đó thôi, mình lên trước bao nhiêu đồ đó ha. Rồi, xin chúc tất cả các anh em có một tuần mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức khỏe để làm việc ha. Rồi, qua clip sau thì mình có lên gì thì mình sẽ thông báo trước cho mấy anh em ha. Rồi, xin chào tất cả các anh em.